thổ thần, sơn thần, đất đai, núi non đều có thần đất và thần núi làm chủ quản. Theo truyền thuyết thì loài cọp chính là sơn thần, là chúa tể sơn lâm, cho nên trên núi thường thờ cúng ông sơn thần này. Thạch thần. Ngoài ra, ngay cả các tảng đá cũng đều có vị thần đá cai quản. Cung điện thần, vân vân đều đến tập hội. Các vị thần canh giữ cung điện và nhiều vị thần khác cũng cùng nhau tề tựu tham gia pháp hội. Thường thì con sông nào cũng có một vị thần chủ quản, chẳng qua là phàm nhân không thể thấy biết đó thôi. Người nào đắc thiên nhãn thông thì sẽ biết được rằng đâu đâu cũng có thần nhân cả, ở mọi nơi, vào mọi lúc đều có vị thần túc trực để quản lý. Đức Phật có một đệ tử tên là Ca Lu Đà Di đã chứng đắc quả vị A-La-Hán. Mỗi khi cần qua sông, thầy thường gọi thần sông, hà thần mà bảo rằng: bớ tiểu tỳ, hãy ngưng chảy. Tỳ có nghĩa là người đầy tớ gái, một người nữ đi làm công cho người ta. Do đó, tiểu tỳ tức là người làm công hay người hầu nhỏ thôi, chứ không phải là người hầu lớn. Vì sao thầy lại bảo nước ngừng chảy? Bởi nước không còn chảy xiết nữa thì thầy mới qua sông được. Thường thì các vị đã chứng quả vị A-La-Hán đi đến bất cứ chỗ nào có nước cũng có thể tùy tiện bảo nước ngừng chảy để họ lội băng qua. Rồi cứ hết lần này tới lần khác, hễ muốn sang sông là thầy Ca Lu Đà Di đều gọi như thế. Thần sông lấy làm không vui, bèn đến mách với Phật: bạch Đức Thế Tôn, ngài có một đệ tử nói năng không tế nhị chút nào. Mỗi khi gặp tôi, ông ta không những bất lịch sự mà còn gọi tôi là tiểu tỳ nữa chứ. Ông ta lẽ ra không nên gọi tôi như vậy, tại sao lại gọi tôi là tiểu tỳ kia chứ? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đáp: thôi được, khi nào ông ấy về, ta sẽ bảo ông ấy đến xin lỗi ngươi. Lúc thầy Ca Lu Đà Di về đến tịnh xá, Đức Phật mới quở trách thầy: vì sao mỗi lần qua sông, ông cứ gọi thần sông là tiểu tỳ thế? Ông không nên thiếu tế nhị như vậy, nói năng cần phải ý tứ, lễ độ một chút chứ. Rồi Phật lại dạy: này Ca Lu Đà Di, ông hãy đến gặp thần sông mà nhận lỗi, đích thân xin lỗi người ta ngay đi. Thầy Ca Lu Đà Di vâng lời, hoan hỷ đến gặp thần sông và nói: này tiểu tỳ, đừng phiền trách ta nữa nhé, ta thật là không phải. Thần sông vốn đã không muốn bị gọi là tiểu tỳ, thế mà thầy lại vẫn cứ oan oan: này tiểu tỳ, đừng phiền trách ta nữa nhé. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị đại A-La-Hán biết được chuyện thì đều bật cười. Vì sao các ngài cười ư? Bởi vì do gọi thần sông là tiểu tỳ khiến thần không vui, nên thầy Ca Lu Đà Di mới phải đi xin lỗi. Thế mà khi gặp thần sông để tạ lỗi, thầy lại buộc miệng: này tiểu tỳ. Biết là không đúng thì phải sửa lại, gọi là thần sông hoặc tôn thần, hoặc một danh xưng nào mà dễ nghe hơn cũng được. Đằng này thầy Ca Lu Đà Di lại vẫn cứ gọi là tiểu tỳ như trước. Vì sao đã chịu đến nhận lỗi mà thầy vẫn gọi thần sông là tiểu tỳ? Đó là vì trong 500 đời ở quá khứ, vị thần sông này đều là người làm công của gia đình thầy Ca Lu Đà Di, cho nên thầy đã quen gọi tiểu tỳ như thế rồi. Đời này tuy đã chứng quả A-La-Hán, song thầy vẫn còn tập khí cũ, cho nên mỗi khi gặp thần sông, thầy cứ quen miệng gọi là tiểu tỳ. Đây cũng là vấn đề nhân quả vậy. Sự kiện trên chứng tỏ rằng ở bất cứ nơi nào cũng có thần cả. Tuy nhiên, chúng ta không thể nào trông thấy hoặc gặp mặt những vị thần này như đối với người phàm được. Nếu quý vị đã mở ngũ nhãn, đắc lục thông, thì quý vị sẽ nhìn thấy được chư thần.
Nếu chưa có ngũ nhãn, chưa chứng lục thông, thì dù có thấy họ, quý vị cũng chẳng nhận ra được, cũng chẳng biết họ là ai. Ha ha ha, 闻声摩地娑哈。